cho các bạn. Mời các bạn cùng tham quan Yokohama Bay hôm nay nha. Đây là ở đảo Oahu, Hawaii. Ở Yokohama Bay này tại sao mình thích nhất, bởi vì có 5 điểm. Thứ nhất là ở đây cái sunset rất là đẹp, buổi chiều hoàng hôn. Thứ hai nữa là ở đây vừa có bathroom nè, vừa có chỗ để mà tắm nước ngọt nè, lại vừa có lifeguard station nữa. Rồi cái thứ ba nữa là ở đây rất là vắng vẻ, không có đông đúc giống như ở Oahu. Thứ tư nó là cái chỗ mà để chụp hình rất là đẹp. Dĩ nhiên là chụp hình đẹp nhất là lúc vào buổi hoàng hôn buổi chiều, bởi vì ở đây là phía tây của đảo Oahu, mặt trời lặn, cho nên là đẹp nhất lúc đó. Còn thứ năm nữa đó là ở đây có rất là nhiều cái activity các bạn có thể làm. Từ bơi thì hơi khó rồi, bởi vì ở đây sóng dữ lắm. Nhưng mà bạn có thể bodyboarding nè, có thể surfing nè, rồi đi muốn leo lên núi cũng có chỗ để leo núi nữa, rất là vui. Có thể picnic ở ngoài này, barbecue ở trên biển nữa, vui lắm. Mấy cái tip mà đi tới đây mình muốn chia sẻ với bạn nha. Thứ nhất là ở đây xa Waikiki, đi cả hơn khoảng chừng 1 tiếng mới tới lận. Cho nên là các bạn nên mang tiếc là bạn cần phải có một cái xe hơi. Đi xe bus lên đây khó lắm. Cái thứ hai nữa đó là phải ở đây không có chỗ để mà che nắng, ít cây lắm. Cho nên là nếu mà bạn có chơi cả ngày thì nên mang theo dù hoặc là mang theo cái lều dựng trên biển để mà che nắng. Rồi thứ nữa đó là ở đây xa mà không có chỗ bán đồ ăn đâu nha. Cho nên là nên mang theo cái nếu mà ở đây lâu thì mang theo cooler.